Quyên xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh Quyên Cuộc Sống Đức. Hôm nay thì Quyên có một người bạn đến nhà, đó là chị Hiên. Chị Hiên mà chị mà Quyên đến nhà, Quyên ơi xin lê với lại mấy cây rồi đó cả nhà. Đó là chị Hiên người Việt Nam cũng lấy chồng người Đức. Thì chị Hiên không có con ở đây, thì nên chị Hiên rất là thương hai đứa nhỏ nhà của Quyên. Thì hôm nay á, là biết chị lâu lắm rồi, biết từ lúc mới qua tới giờ là gần 9 năm, 8 năm mấy rồi. Nhưng mà 8 năm, nhưng mà đây là lần đầu tiên chị ghé nhà Quyên đó cả nhà. Hôm nay là chị ghé thăm tụi nhỏ, tại vì thời gian qua thì tụi Quyên không có thời gian đi qua bển là do sức khỏe anh Peter á. Thì chị sẵn dịp này chị qua chị thăm luôn. Tại vì chị được nghỉ 2 tuần trước Noel á, nên chị ghé thăm tụi nhỏ và viết nhà luôn. Thì Quyên mời cô chú anh chị và các bạn xem cuộc gặp gỡ của mấy chị em Quyên nha. Thì bữa nay thì chỉ là ăn bánh ngọt cà phê thôi, tại vì giờ này là giờ chiều của bên Đức, là cái cử trà và cà phê của thói quen của người Đức. Quyên kính mời cô chú anh chị và các bạn xem video. Giờ này là hơn 2 giờ rưỡi chiều của bên Đức. Thì hiện giờ múi giờ Việt Nam cách đó Đức là 6 tiếng. Thì Việt Nam đến đi sớm hơn. Bên Việt Nam như là tối rồi cả nhà. Ông xã Quy đang đi đón hai đứa nhỏ về sớm. Thường thì tụi nhỏ khoảng 4 giờ chiều mới về. Hôm nay đón sớm tại vì chị qua khoảng 15 giờ là 3 giờ chiều. Không khí nó lạnh nhưng mà nó đẹp. Có nhiều bữa thì nó lạnh nhưng mà nó âm u lắm. Hôm nay trời sáng nè. Biết ông làm trò gì đó, ông trốn cái gì á. Ông thấy mình quay phim cái ông chạy đằng khác vô à. Đi con. Lăn xong, lăn xong, lăn xong. Xuống. Wenn du an der Tür. Ich hab Angst, dass du uns hier auflauerst. Komm mal, ich weiß schon, du versuchst was. Ja. Ông nói ông chọc mình á, ông lùi xe ra đường khác á. Dạ, khúc mà cứ hình thức của ba kìa con. Aber musst du mit der Herde kommen? Ich warte auf euch. Opa, Rainer ist der Beste. Mà cô Hiên đó. Cô Hiên không lại. Vô vô thay đồ đi cô Hiên lại đi. Cầm đồ vô. Nè mấy cái quần này mặc lạnh đó cả nhà, đi chơi ngoài sân nè. Ngày nào cũng dơ gì nè, phải giặt. Bỏ giày ra vũ cát đi con. Ở đây để chơi cát chứ lắm. Komm mal. Komm mal, cửa đi. Ach, da fährst du alleine. Am 19. haben wir Zahnarzttermin. Bis dahin ist er raus. Mở ra. Mở cửa ra. So. Na denn. Was ist das? Go Sabina, nicht von uns. Tschüss. Ja, Sabina ist hier. Nein. Mama, wo ist dein Mami? Cô Hiên không nóc nick. Đành thuyết cho đắc cà phê cô Hiên lại. Bỏ dậy bên kia chưa? Nè. Mua xịt. Nó thấy dọn gì nó tưởng là sinh nhật. Không phải sinh nhật, cô Hiên lại uống cà phê trà thôi. Đau bụng ho hả? Ồ, tội nghiệp á, mẹ cho uống thuốc ho gần hết rồi nha con bị ho thôi. Biết sao con ho hoài vậy, biết không? Uống thuốc rồi từ từ hết nha. Đừng ăn kẹo nữa không? Đừng bài ra để cô Hiên lại, con đừng bài ra chút hết chơi. Ừ, uống thuốc đi. Ra lấy muỗng uống thuốc đó, đi ra tự uống thuốc đó ông bà. Uống một cái muỗng. Chuối hả? Chuối đâu có nấu. Chuối đó, chuối nó chín, nó nay thôi chứ chưa nấu. Chuối không có cũ, chuối đó chín, tại vì trời lạnh nó hâm đen gì đó. Không có cũ đi, mẹ ăn. Con sợ đi, con đừng ăn. Chuối ngon, đừng ăn. Mẹ ăn cho con sợ, đừng ăn lấy muỗng bự á. Nha. Anh lên đi cô Hiên lại. Uống thuốc đi, uống thuốc đi. Bệnh là tự lấy thuốc uống à.
ý thức lắm. Một lần cái muỗng bự thì một lần, muỗng lớn thì hai lần, ôi muỗng nhỏ thì hai lần, muỗng to đi một lần thôi. Cái gì con? Uống đi con. Uống cho mau hết nha. Đem cái muỗng này đem đi đâu? Đi đem vô trong bếp cất cho mẹ. Dục đi dục. Ê chọc không mà. Bỏ vô bếp đi con. Này. Đi bỏ vô mà. Đi bỏ vô mà trong chỗ mình rửa chén đây, nhanh lên con. Dạ đúng rồi. Đây là hoa trạng nguyên giả nè. Này, đừng có giỡn không ơi, tới ngày giỡn mà nó kêu bỏ vô thùng rác. Nên bỏ thùng rác nó giỡn á. Con gạt hả? Con chào bà cô chú đi. Chào cô Hiên. Cô Hiên không phải, cô Hiên chưa lại, con nói chào bà cô chú. Cô Hiên cơm lại, phun xin minut. Con đang đi học vui không? Con ăn gì nói bà nghe đi. Cô Hiên có thời. Cô Hiên cơm lại. Cô Hiên lại giờ, cô Hiên hẹn 15 giờ. Của con mày để cho con bước xuống bàn, bước xuống. Của Lia mày để cho Lia đó. Ngồi xuống. Con Hiên cũng được uống đó. Con Hiên được uống, con ngồi xuống đi. Mẹ rửa lại cái đó, mẹ rửa rồi. Con đóng cửa lại đi. Cô Hiên người lạ không được uống ly con, đúng rồi. Cái đó có của con nha, hôm nay cô Hiên người lạ đâu uống đâu. Ba, tôi biết. Nhưng mà Savia, bà mắc lại phô trôi với Savia nha. Xin chào. Xin chào. Anh nói phao. Si biết xin eo trơn nha. Ý đến cái si xuân nói si già. Không cần chơi. Tại cô Hiên không về con. Con đi đâu mới về? Đi học. Đi học. Đi học vui không? Dạ. Ăn gì nói nghe nè, nói tiếng Việt đúng thì mẹ cho mẹ mẹ cho mày vui coi. Ăn gì con nói cho nhá. Nói không biết nói tiếng Việt rồi. Dạ nói rồi. Đây dạy em đi. Cà tú phân tiếng Việt là gì? Khoai gì? Khoai tây. Khoai tây. Nên khoai tây. Khoai tây với gì nữa? Sauce. Với nước sốt. Nước nốt. Nước sốt. Uống trà. Uống trà. Đụng bóp tay vô miệng. Răng mọc đừng độc đụng vô. Răng mọc ngứa. Em đang bật ngứa. Ngứa cái nú nó bị ngứa đó con. Nó. Mình về xem mình là phan. Cô Hiên tới hai con mới quan nha quý mẹ không? Cô về đi. Đi ăn ngoan lắm ông bà ơi, ông bà lấy nha. Timo lấy đây này con. Không. Đi Timo. Đứng đi chốt này, Timo ngồi chốt đi. Timo chốt cái này nè, ngồi xuống chốt đừng có giờ đừng có đừng lại không sụp nha. Mẹ mở cửa về đó hai đứa qua nhà nha, hai con chạy ra nha. Cảm ơn chị. Dễ chị. Thôi còn cái tôi làm gì vậy? Cảm ơn. Cảm ơn.
Chị nghe là biết sao cái này á, chị vừa đổ nhỏ nha, cái xong chị thấy là có gì đến dầu muốn được và không nhấp gì được, đừng ăn liền.
Nữa. Con chơi thôi. Mẹ nói nghe nè, ba nói nó hư rồi đó, ba chưa có sửa, nó bị nứt cái này ba phải sửa lại. Đi con. Cái này để làm ông để cái xe đây nè chị, cái mua cái nhà để xe đây nè. Đặt đó. Chiếc kia đã có cho hàng. Cái đó không được, không để đủ. Còn chiếc gửi bên kia nữa kìa. Gãy ngô nè. Rét nó này nó lên dạ. Để thì cái cày cúc rồi rét nó lên được. Nên được. Còn cái này cái của em kỹ tử đó chị, cái này nó nấu súp gà đó. Của người Hoa ăn nó hầm á chị, cái đó đỏ đó. Trong siêu thị bán đó. Cái này cái siêu thị bán đó. Nè cải em trồng nè. Cái này cái gì mà cây cải đó, cái cải giống đó. Cải mùa đông này chịu được, cái cải cứu này chị, ngày cứu nè. Ngày cứu. Ngày cứu đó. Nè. Nè cây của chị cho em nè, cây kiwi nè, nó lớn rồi đó. Ủa, nó cũng sống à? Nó sống chị, nó mọc một cây lá rồi đó. Ôi sống đó. Ơi, nhà tôi năm nay tài, năm nay không có quả. Nè em làm cái này để về lại trồng cái vàng bầu vàng mướp, mà không có trái bầu với mướp nào đâu lên. Ủa. Cái em để đó năm sau làm tiếp. Ừ. Hết. bầu tôi đấy là đấy được quả hai quả trên là ông ấy lục hù chiều trưa ông ra cắt ông ấy. Cái này ở trong này là cây cải rau thơm đó bà boss kìa chị, cây tre kìa, thấy không trong nhà sắn được ở trong đây tới hồ chị. Cây hoa hồng nhung em nó lên hoài luôn chị, đẹp lắm chị ơi, mê cây hồng nhung của em. Cái hồng nhung nhà tôi đây nó ở chỗ cửa đó đầy, nó lên đầy luôn á. Chị để năm sau đi em chí cây ổi chị, ổi ngon lắm. Nặng lắm chị ơi. Rồi em cảm ơn chị nha. Dạ đi con. Chị chừng nào chị rảnh ở nhà chị nói thì em dẫn nó qua chơi. Trời ơi. Không có hi miếng đi. Không có hi miếng đi con. Nè. Bà nói dối mẹ nấu thôi à. Nó muốn chào tạm biệt Uber đó chị, để nó chào đi vậy.